ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, với lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì từ cao to đen mà không hôi, bên kia thì sao? Cao có, to có luôn, đen đen không được đen lắm mà không hôi hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết. Rất là không, dễ thương. Hai người rất dễ thương. Chúng ta mong những điều tốt đẹp đến với cặp đôi đầu tiên quý vị. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Đúng rồi. Hả màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương nghe luôn nha. Mời bạn. Dạ, đầu tiên xin chào quý vị khán giả, anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em tên là Nguyễn Thế Hiển, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ. Bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thế Vi, năm nay em 23 tuổi, em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là buôn bán tại nhà với giữ nhà trọ cho mẹ. Ồ, một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý nhà nghỉ. Ủa sao có sự trùng hợp vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là dễ bắt chuyện với người khác, nhiệt tình, với lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, với lại em giữ tiền rất là giỏi. Ồ, giữ tiền rất giỏi. Mẹ cũng đưa cho em giữ tiền lắm. Vậy hả? Đó điểm mạnh hay điểm yếu vậy? Dạ, điểm mạnh đó. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì hơi nóng tính, với lại em mua nắng rất thường, lúc vui lúc buồn vậy đó. Bạn trai là điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích thương người. Thương người? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tánh. Hả? Trời, hai bạn nào cũng nóng tánh luôn hả? Hơi nóng tánh, nhưng mà nếu mà quay qua làm chuyện khác thì xíu là quên liền. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu ngồi đôi khi ngồi run quá đúng không? Dạ, run đùi. Này đâu có sao, nhiều khi cái tâm lý mình nó ấy, mình làm gì cho nó đỡ run thôi à. Tình trường của hai bạn thì sao, bạn gái? Em thì có hai mối tình rồi. Mối tình mới đây thì mới chia tay được 1 năm. Thì yêu cũng 3 năm. Nhưng mà yêu xa, cái ghen quá là không tin tưởng rồi chia tay. Xa là ở đâu lận? Thì bạn ở thành phố, em ở Bình Phước. Ủa, hiện giờ là em trai là đang ở đâu? Em thì ở Tân An, Long An chị. Rồi bây giờ mình dự định là hai bạn nếu mà yêu nhau, mình hẹn hò với nhau làm sao, bao nhiêu lâu gặp nhau một lần? Có thể 4, ủa có thể 1 tháng gặp 4 lần cũng được. Tưởng tháng 4 lần. Được không em, tháng 4 lần là được không em? Dạ được. Bên đây kia hai mối tình, bạn mấy mối tình? Dạ em chỉ một mối tình thôi à, kéo dài khoảng 4 năm. 4 năm, lý do tại sao chia tay? Thì bên em phát hiện bên đàn gái chuyện nhỏ nhặt gì không đáng, cũng đem những lời nói không hay là chia tay rồi đòi này đòi kia, rồi em nhắc nhở nhiều lần rồi cứ tái phạm hoài nên em chịu không nổi nên quyết định chia tay. Chỉ có vụ đó thôi đó hả? Coi như là hở cái chia tay, hở cái chia tay hay chuyện em... nhỏ không đáng cũng nói những câu không hay thôi. Bên kia nhớ nha, nói một lần thôi. Dạ. Nói nhiều lần quá cũng mệt, ta gọi là chàm ràm đó. Giận hờn từ từ giải thích ha. Rồi. Hôm nay bạn gái muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là quan tâm em, chăm sóc em, chứ lại nhường nhịn em chút. Có không em? Cái chuyện đó em làm được. Làm được. Còn gì nữa không? Ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, chứ lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì từ cao to đen mà không hôi, bên kia thì sao? Cao có, to có luôn. Đen. Đen không được đen lắm mà không hôi hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết, chỉ của em mới kiểm tra được thôi. Mình có cái mơ ước gì đặc biệt không em? Dạ có, em là hồi từ nhỏ rồi tính lớn là em ước là 24 tuổi lấy chồng. Em ước 24 tuổi lấy chồng. Năm nay 23 rồi. Dạ đúng rồi. Hỏi bên kia coi được không? Anh thấy được không anh? Dạ được. Ủa cũng được, được rồi, được. Có 1 năm nữa đó, ước muốn lớn nhất cuộc đời người ta là muốn 24 tuổi. Dạ kẹp, về bạn gái thì 1 năm tìm hiểu rất đủ rồi. Nếu muốn cưới giờ nào cũng được. Nhà cửa rồi đủ hết rồi ha. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái của em thì yêu cầu của em đơn giản à. Ngoại hình thì cũng tương đối, không ốm, không mập, nhìn cũng được tròn tròn thôi. Có gì em không thích ở người bạn gái không? Em chỉ không thích người bạn gái là toan tính, ở núi này mà trong núi nọ, đem chuyện ở nhà người già ra, ở trong nhà ra nói chuyện ngoài á. Mấy bên ngoài thì không thích. Mình có mấy cái tính đó không em? Không, em không thích nhiều chuyện.
Rồi để tôi qua tôi coi. Càng to càng tốt. Càng to càng tốt. Càng to. Cũng tới. Chà, to quá. Có hơi đen đen. Hồi hồng chưa biết. Ủa sao em dễ quá vậy? Em chọn vợ là sao cũng được hết trơn vậy hả? Mình dạ. Không có đặt ra cái tiêu chí người phụ nữ như thế nào hay cái hình mẫu lý tưởng em không có em. Chỉ cần là lễ phép với gia đình em là được. Hiện giờ em đang sống với ba mẹ. Ba mẹ em có đưa ra cái tiêu chuẩn gì không hay là có... Không, chỉ cần thương chồng, thương con rồi biết chăm lo, sắp sóc gì là gì thôi. Rồi mình có cái định hướng tương lai mình kiểu như mình giảm bớt rồi gì không em? Dạ có. Em đang chơi game à. Đang chơi game á hả? Dạ. Khi chơi nhiêu mà sau khi chơi được nhiêu? Lúc trước thì em cần lắm nhưng mà người ta hay nói là em tròn. Thôi nói chứ tròn tròn gì được rồi. Dễ vấn đề là à. Ốm chút xíu để giữ sức khỏe thôi em ha. Để anh Quang coi mắt đàn gái coi sao nha. Ồ, oh, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Ha, anh ở bên đây anh bự hơn em lắm, em sợ không? Bự gấp đôi em không? Gấp đôi gấp luôn. Đôi đó. Gấp ba luôn á. Được. Trời ơi. Ủa sao khoái vậy hả? Ủa sao không thích người phải bự hơn em? Ôm xuống như là ngủ ấm ấm. Không có đâu, cái này ngủ không ấm với em, ngủ mà lỡ anh gác cái là em dẹp luôn đó. Nhưng mà giờ làm dâu á lo không? Không. Cô này giỏi mà. Trời. Nhưng mà qua đây á, ở nhà em cái thú của em là giữ tiền, thu tiền, mẹ giao. Qua anh kia chưa chắc là giao tiền cho giữ đâu, buồn ha. Anh giao tiền em giữ mà anh. Anh đó tất cả những gì là thuộc về anh là thuộc về em hết. Trời ơi. Ông gan quá à. Nói đi nha. Không biết, ông hỏi ba mẹ hỏi ông chưa nữa. Ông dám nó giao cho vợ hết. Hôm nay có đi với người thân không em? Dạ có, em đi chung với ba mẹ và cậu à. Trời ơi, có ba mẹ với cậu luôn, khỏe luôn. Xin kính chào tất cả mọi người trong khán phòng. Xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ, cảm ơn và chú. MC tài năng Quyền Linh. Tôi là ba của Thế Hiển. Dạ, em chào hai bé. Là cô bé bên đây là ba mẹ rất là dự ý. Đó, còn cái duyên thì tính sao ha. Để nhận xét riêng về cháu Hiển thì ở nhà thì có cái ưu điểm là biết vâng lời cha mẹ. Phải là ai đăng ký cũng lên đây được. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Được thì người lớn sẽ đi tới, tiến tới và sẽ lo cho các con đầy đủ. Tuyệt vời. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và bạn thân ạ. Ồ, có mẹ luôn hả? Ha. Chào cô. Chào cô. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng quý vị. Thí Bi có những cái ưu điểm là rất là ngoan và lo cho gia đình. Chứ người ta muốn làm một việc gì thì ta rất là cẩn thận và suy nghĩ. Về khuyết điểm thì Thế Vi nghĩ còn một cho nên hơi nhõng nhẽo, thích sự chiều chuộng. Dạ, cô nhận xét anh rể tương lai bên bển sao ạ? Nhìn chung thì cũng được, cũng xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình yêu thì do hai đứa thôi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay hai bạn rất hạnh phúc khi có sự chứng kiến của hai gia đình hai bên. Còn bây giờ điều gì đến sẽ đến. Chuyện của các bạn tự quyết định nha. Người lớn đã có ý kiến rồi. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Món quà anh tặng. Cảm ơn anh. Anh thấy anh sao? Dạ, giống mọi người em thích á. Anh thấy em sao? Em gì cũng dễ thương. Em hơi nhõng nhẽo được không? Càng giống nhẽ càng thích. Cái món quà này là ý nghĩa gì vậy em? Đây là em nhà trọ. Em muốn sau này là nếu mà thành vợ chồng thì sẽ vững chãi, tình cảm sẽ vững chãi một ngôi nhà đó. À, cái này em mua hả hay em làm? Em làm. À. Rồi hai bạn nói chuyện với nhau đi. Ví dụ yêu xa vậy anh có ngại không? Không, anh cũng ít khi đi chơi nhưng mà xa vậy cũng không sao. Có gì mình tìm hiểu thêm về biết thêm. Dự định đám cưới xong mình làm gì? Thì nếu mà cưới xong thì cũng không được đang mở. Ở đâu? Ở đâu thì tùy vợ mình quyết định. Đâu cũng được. Ở đâu có anh là ở đó có em là được rồi. Trời ơi. Hài ngào quá trời quá đất luôn. Dễ thương em gái, dễ thương quá. Nhõng nhẽo ghê, ở đâu có anh là có được luôn. Ở đâu có em là có anh đó mà. Rồi định kế hoạch sinh con sao? Ước mơ của em là 24 tuổi lấy chồng rồi có ước mơ gì sinh con không? Em nói với anh trai gái gì nói luôn đi. Em thích ba đứa, một trai hai gái. Nói với anh, nói với anh, có anh chịu không? Chịu không anh? Em sẽ đọc, em sẽ chơi một đội bóng cũng được. Chứ mà đội bóng không xanh đâu rồi.
nổi đâu. Nhà dư mà. Dư. Mình hát bài gì tặng quán dư? Giờ em hát một đoạn thôi. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường khuya vẫn chưa mở lối. Thôi gì mở mở liền. Mở lối ra liền. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, kế hoạch đồ mình có hết rồi, bây giờ mình nói cái cảm xúc của mình ngày hôm nay gặp nhau, mình thấy đối phương như thế nào. Nhìn thẳng vào mắt cổ. Bữa nay lên đây anh cũng có cho mình một cơ hội rồi đó, thì nếu em có chút gì đó rung động với anh thì hãy bấm bấm đỏ thôi, thì bấm nút đỏ phía sau cái ghế á, rồi cùng anh nắm tay anh đi hết đoạn đường, còn chỉ nút đỏ nữa. Thôi được rồi. Ôi, thật là dễ thương quá, đặt tay vào nút đen, cái nút quá. Đỏ này nha. Anh đúng. Kêu bấm nhưng mà mình có thích mình mới bấm nha, đừng có nghe anh suối nha. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn, bấm hay không bấm là quyền quyết định các bạn. Nhưng khi chúng ta đã chọn bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái bấm nút của mình. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Hợp lý. Nào, nắm tay mày đi. Mày tấm he tấm mét đi cưng. Nắm sao tay mà em kiếm cái gì vậy? Hả? Dễ thương quá. Bây giờ xin phép mẹ hôn bạn gái một cái. À, đúng rồi. Cho con hôn. Cho hôn bạn gái. Bạn gái ai? Bạn gái của bác gái. Cái gì? Bạn gái của bác gái là sao? Cho con hôn bạn gái của con. Cho con hôn bạn gái của con cái nhà bác. Đó cho rồi. Em cho. Cho em cho. Từ từ để lâu lâu, để lâu lâu, để nó chụp tấm hình. Bác gái. Dạ. Bác có thể hai bà xui nói chuyện nhau chút xíu thế nào? À, bác gái rất là xúc động ha. Ơi sắp sửa làm xui rồi. Dạ. Mình về tay này. Dạ. Therapy cho hai đứa con. Dạ. Hy vọng là chị em mình tiến gần hơn và kết nghĩa suy gia lâu dài. Dạ. Quá tuyệt vời. Chà, tôi nổi da gà hết vì giây phút này linh thiêng quá. Gái thấy sao gái? Cảm nhận như thế nào? Dạ em rất là vui ạ. Em rất là vui ha. Vui. Cố gắng nắm bắt cái nhân duyên này nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ đạt được cái mong muốn ước mơ của mình. Chúc cho hai em mau sớm làm đám cưới, mau sớm có tiếng trẻ em. Nhà này bự lắm, đông người ở nha cơm. Đây. Cảm ơn các em. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào nắm tay đưa bạn gái đi. Đi hẹn hò, đi xem phim. Cố gắng đánh nhanh nha, đánh nhanh năm sau cưới mới kịp nha.